Boxer Trương Đình Hoàng trổ tài bắt gọn tên trộm xe. Tình cờ chứng kiến tên trộm xe tháo chạy, boxer Trương Đình Hoàng đã ra tay tóm gọn kẻ gian. Theo thông tin từ người dân, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ tối ngày 22 tháng 12 trên đường Phan Trọng Tuệ, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kẻ gian đã bỏ chạy sau khi phát hiện bẻ khóa chiếc xe lôi trước cửa nhà của một người dân. Võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng tình cờ chứng kiến tên trộm bỏ chạy qua quán cà phê của mình và nhanh chóng đuổi bắt được kẻ gian. Đang chạy bàn thì thấy trộm chạy ngang qua quán, mới ăn cơm xong đuổi theo muốn học quả cơm. Tay găng sinh năm 1990 chia sẻ. Sau đó với sự thống nhất của người dân, tên trộm đã gửi lời xin lỗi gia chủ và được thả đi với lời hứa không tái phạm. Đầu tháng 12 vừa qua, Trương Đình Hoàng vừa bảo vệ thành công chiếc vô địch quốc gia năm thứ 12 liên tiếp của mình. Tay găng người Đắk Lắk thể hiện một phong độ hoàn toàn đặc biệt với những đối thủ cùng hạng cân. Tháng 2 năm 2021, anh sẽ chạm trán cùng đối thủ người Việt gốc Anh Matthew Cook Donan tại thành phố Hồ Chí Minh trong một trận đấu chuyên nghiệp mở màn cho năm 2021 với nhiều dự định, trong đó có cả mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Trương Đình Hoàng sắp đấu võ sĩ người Việt gốc Anh. Đối thủ cho trận thượng đài chuyên nghiệp tiếp theo của Trương Đình Hoàng đã chính thức được xác định. Sáng 14 tháng 12, võ sĩ Trương Đình Hoàng, nhà vô địch boxing WBA Đông Á đã đưa ra thông báo chính thức về trận thượng đài chuyên nghiệp tiếp theo của mình. Theo đó, Trương Đình Hoàng sẽ so găng với đối thủ 36 tuổi, Matthew Cook Donner, dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh sau dịp Tết Nguyên đán 2021. Trương Đình Hoàng cho biết, sau một năm khá dài, Hoàng không có một trận đấu chuyên nghiệp nào do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì Matthew Cook Donner là võ sĩ đã gửi lời thách đấu đến Hoàng, với một trận đấu chuyên nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021, sau thời điểm Tết Nguyên đán 2021. Võ sĩ nào thắng sẽ có quyền quyết định về số tiền thưởng cho trận đấu này, có thể là dành cho các quỹ từ thiện ở Việt Nam. Theo website thống kê của boxrec.com, Matthew Cook Donner sinh tháng 9 năm 1984, 36 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống ở Việt Nam, nhưng sinh ra và lớn lên tại Vương quốc Anh. Võ sĩ này mới đấu chuyên nghiệp một trận, gặp đối thủ Alexei Filonesco với kết quả giành chiến thắng. Trong khi đó, Trương Đình Hoàng trẻ hơn đối thủ 6 tuổi, từng đấu 3 trận quyền Anh chuyên nghiệp với thành tích toàn thắng. Hiện Trương Đình Hoàng vẫn đang giữ chiếc đai WBA Đông Á. Mới đây, anh cũng giành huy chương vàng ở giải vô địch boxing quốc gia đầy ấn tượng, danh hiệu mà võ sĩ này đã thống trị hạng cân của mình suốt 12 năm qua. Tại trận đấu chuyên nghiệp sắp tới, với lợi thế tuổi tác cộng với việc Matthew Cook Donner không phải là đối thủ quá mạnh, thì Trương Đình Hoàng sẽ được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng, qua đó duy trì kéo dài thành tích ấn tượng của mình kể từ khi chuyển sang thi đấu nhà nghề. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Trương Đình Hoàng giành chiến thắng khó tin tại giải boxing quốc gia. Chiến thắng với chiếc vô địch năm thứ 12 liên tiếp của Trương Đình Hoàng đã gây chấn động nhà thi đấu Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Tối 10 tháng 12, chuỗi trận chung kết giải vô địch boxing quốc gia 2020 đã tìm được những nhà vô địch cuối cùng, kết thúc 7 ngày tranh tài sôi nổi của các võ sĩ. Trong số 22 trận đấu, sự chú ý đổ dồn vào màn tranh đai của tay đấm số 1 Việt Nam Trương Đình Hoàng và Bùi Ngọc Phượng Hải Phòng ở hạng 81kg. Sau cú knockout ở bán kết, Trương Đình Hoàng tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở hạng cân của mình với những cú đấm như vũ bão. Chỉ sau hơn 1 phút đầu hiệp 1, anh đã buộc góc đài của Bùi Ngọc Phượng phải xin dừng trận đấu. Với chiến thắng này, Trương Đình Hoàng đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ chiếc vô địch lần thứ 12 liên tiếp ở giải vô địch quốc gia, khẳng định vị thế số 1 ở các đấu trường quốc nội. Trương Đình Hoàng tung cú knockout, đối thủ nằm cáng rời giải tại giải boxing vô địch quốc gia. Kể từ đầu giải boxing vô địch quốc gia, cuối cùng khán giả cũng có thể chứng kiến sức mạnh thực sự từ cú đấm knockout của Trương Đình Hoàng. Chiều ngày 8 tháng 12, chuỗi trận bán kết nam giải boxing vô địch quốc gia 2020 diễn ra
với 21 trận đấu. Sau những cuộc đối đầu gay cấn ở các hạng cân nhẹ, sự chú ý đổ dồn về buổi cuối thi đấu khi tay đấm số 1 Việt Nam, tay đấm Trương Đình Hoàng của Đắk Lắk đối đầu với Nguyễn Văn Huy, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu trận, Trương Đình Hoàng đã tung ra các đòn móc rất mạnh về phía đối thủ. Mặc dù cố gắng chịu đựng, nhưng Nguyễn Văn Huy vẫn sớm gục ngã khi trận đấu trôi qua chưa đầy 30 giây. Nằm bất động trên võ đài, Nguyễn Văn Huy phải nhờ đến cáng cứu thương cùng đội ngũ bác sĩ, chăm sóc viên hỗ trợ mới có thể rời khỏi sàn đấu. Pha đánh gục đối thủ của Trương Đình Hoàng cũng là cú knock out trực tiếp duy nhất trong buổi thi đấu bán kết chiều 8 tháng 12. Đây cũng là minh chứng cho sự chênh lệch trình độ giữa Hoàng và các đối thủ cùng hạng cân. Nhưng đáng nói ở chỗ, động lực khiến Nam Vương boxing Việt Nam đống sung đến vậy được cho là bắt nguồn từ sự cố trọng tài trước đó. Được biết trước trận đấu của Trương Đình Hoàng, một vận động viên đoàn Đắk Lắk đã bị trọng tài truất quyền thi đấu sau một pha ra đòn trước đối thủ đoàn quân đội, gây tranh cãi ầm ĩ nhà thi đấu trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Với việc bị truất quyền thi đấu, vận động viên Đắk Lắk coi như không được cả nhận huy chương đồng. Chính Trương Đình Hoàng cũng chia sẻ sau trận rằng điều này khiến anh bức xúc khi lên sàn sau đó. Cụ thể diễn biến sự vụ gây ra tranh cãi ở đấu. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Những quái vật quyền Anh bất chấp tuổi tác vẫn tung hoành ngang dọc. Trong thể thao, tuổi tác là một yếu tố đáng lo ngại với vận động viên, đặc biệt là những môn thể thao mang tính cá nhân như quyền Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị tuổi tác đánh bại. 1. Bernard Hopkins. Bernard Hopkins là ông vua tiểu xảo kiêm bậc thầy chiến thuật của quyền Anh thế giới. Ông chỉ giành được chức vô địch khi đã bước sang tuổi 30, một độ tuổi bắt đầu già của giới quyền Anh. Những tưởng đó sẽ là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của Bernard Hopkins, nhưng sau đó ông đã có một chuỗi 20 lần bảo vệ đai thành công. Bước sang tuổi 30, Hopkins bắt đầu tập trung vào chiến thuật, thi đấu để bù đắp cho tốc độ lẫn sức mạnh đã bị mai một của mình. Khả năng tư duy của Bernard Hopkins tốt đến nỗi ông đã duy trì thi đấu đỉnh cao khi ở tuổi 40. Năm 42 tuổi, ông đánh bại Antonio Tavares và giành đai IBO. Năm 46 tuổi, ông đánh bại Jean Pascal và giành đai WBC hạng light heavyweight. Chức vô địch đáng nhớ nhất của ông là vào năm 2014. Lúc này Hopkins đã 49 tuổi. Ông đánh bại Bebus Semenov và giành chức vô địch WBA light heavyweight. 2. Roberto Duran. Ở thời trai trẻ, Roberto Duran nổi tiếng với khả năng tung ra một loạt những combo đầy sức mạnh, không biết mệt mỏi. Sức mạnh, thể lực và lối đánh đôi công không ngại nổi đòn đã làm nên thương hiệu của Roberto Duran. Tuy nhiên tuổi tác không chừa một ai. Những vũ khí nguy hiểm bậc nhất một thời của Roberto Duran đã bị tuổi tác mai một. Ông buộc phải dựa vào kinh nghiệm thi đấu và thay đổi sang lối đánh thiên về phòng thủ. Tuy rằng lối đánh này đã khiến cho khán giả phần nào ngao ngán, lối đánh này đã giúp ông giữ vững mạch chiến thắng đến cả khi Duran bước sang tuổi 50. Thứ 3. George Foreman. George Foreman là một võ sĩ có sức mạnh đáng sợ. Ông là một nghệ sĩ knockout chứ danh từ những năm cuối thập niên 60. Lối đánh của ông tàn bạo và đầy sức mạnh. Ngay cả chính Muhammad Ali cũng từng bị ông làm khó dễ. Tuy có một sự nghiệp đình đám và một mức thu nhập cao, George Foreman sớm giải nghệ ở tuổi 28 năm 1978. Nhưng 10 năm sau, George Foreman quyết định quay trở lại võ đài một cách đầy bất ngờ. Quyết định của Foreman khiến nhiều người phải bật cười khi ấy. Foreman trông chẳng khác gì một ông già béo bụng. Foreman già trở thành con người của sức mạnh thuần túy. Ông chỉ dựa vào hai yếu tố quyết định, sức mạnh và thiên mệnh. Khán giả có thể thấy Foreman đóng vai bao cát cho đối thủ trong toàn trận đánh, nhưng chỉ cần một đòn trúng đích, Foreman thay đổi cả một trận đấu. Chiến thắng đáng nhớ nhất của George Foreman chính là chiến thắng của ông trước nhà vô địch bất bại thời điểm đó, Michael Moorer. Cả một trận đấu, Michael Moorer liên tục vờn Foreman. Chỉ cho đến hiệp 10, khi Foreman canh được khoảnh khắc ra đòn, Michael Moorer đổ gục xuống và Foreman giành được đai IBF và WBA.